Thưa quý vị, sáng nay tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố gồm các ông bà Ngô Xuân Thắng, Cao Thị Huyền Trân, Lê Hồng Cương và Huỳnh Huy Hòa có buổi tiếp xúc cử tri huyện Hòa Vang sau kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã báo cáo kết quả của kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố vừa qua, đồng thời báo cáo tình hình kinh tế xã hội trong năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 và giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri trước đó. Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri đánh giá cao về kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố vừa qua, đồng thời đề đạt nhiều ý kiến về các vấn đề là đầu tư thay thế hệ thống điện chiếu sáng, đầu tư và sớm hoàn thành tuyến đường vành đai thôn An Trạch, đẩy nhanh dự án khu tái định cư, dự án mở rộng đường Lệ Sơn Nam đi Nam Sơn, nâng cấp vỉa hè tuyến đường DT605 v.v. để đảm bảo môi trường đô thị, trật tự an ninh, an toàn xã hội. Là đề nghị ngành điện lực quan tâm và có kế hoạch đầu tư thay thế hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn thôn Hương Mỹ nói riêng cũng như xã Hòa Phong nói chung. Thời gian thì sử dụng đã lâu ngày, thời tiết mưa bão đã xuống cấp, bị cháy hỏng. Đến nay nhưng mà cũng đã gây lên những cái tình trạng như là mất trật tự an ninh tại địa phương. Thì dự án khu tái định cư thôn Tân Sơn Mộc được Ủy ban Nhân dân huyện quy hoạch từ năm 2005. Theo nhu cầu của nhân dân, lúc đó thì chính quyền xã đã xét cấp đất ở cho nhiều hộ. Đến nay đã có một số hộ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhiều hộ chưa được cấp, dẫn đến sự bất bình trong nhân dân. Đề nghị thành phố tiếp tục quan tâm sớm giải quyết dứt điểm vấn đề này nhằm tạo điều kiện cho người dân có chỗ ở ổn định. Đại diện sở ngành địa phương và các đơn vị liên quan đã ghi nhận tiếp thu và trả lời các vấn đề của cử tri về việc đẩy nhanh tiến độ khu tái định cư Lệ Sơn 1 hiện còn vướng mắc vì chưa đảm bảo các quy định nên sẽ tiếp tục phối hợp với huyện Hòa Vang để ra soát lại về tính pháp lý, tài chính, sớm giải quyết theo đúng quy định phù hợp với điều kiện quy hoạch của thành phố. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan ra soát sớm, trả lời cử tri trước kỳ họp thứ 5.